thông qua khai mạng sao rồi mọi người. Ecuador đúng không? Ecuador đúng không? Đó, hôm qua Phong cũng dự định Ecuador. Hôm nay mình lướt sơ 3 trận ngày hôm nay nha mọi người. Này chỉ là tham khảo cho vui thôi nha mọi người, chứ không phải là khuyến khích mọi người chơi đâu nha mọi người. Kiểu như mình ngồi bắt bạn bè hai ba chai bia này nọ, gọi là một dĩa mồi đúng không, hai ba ký cua ghẹ này nọ nữa, thêm một thùng bia nữa. Luận đâu người ta, luật sư luận đâu, vô hỏi anh cái coi. Luật sư luận ơi, vô nha, vô vô nha luật sư Tuấn nha. Mà trước khi đi vô luật sư Tuấn cho mình hỏi cái này, luật sư Tuấn mình thấy hoang mang quá. Luật sư Tuấn, mình có cái tab cộng đồng mình mới đăng luật sư Tuấn đó, hình ảnh của cái cô gái mà mình nói là cô gái băng đô đó, luật sư Tuấn nhìn thấy có giống có thai không, sao mà có bầu 5 6 tháng gì mà nhìn tướng ngon quá vậy. Trời ơi, 5 6 tháng sao mà mặc quần quần jean nổi. Không quen luôn, không quen luôn, chỗ nào cầm đồ giá tốt không quen luôn. Rồi người ta như vậy mà nó kêu người ta có thai, thiệt không hiểu nổi. Tướng này mà có bầu gì mọi người, không hay là đang có bầu thiệt, hay là cái bụng bự quá nhìn không thấy, không chẳng biết nữa. Nhưng mà 5 6 tháng mà bụng vậy là quá đẹp, không 5 6 tháng mà bụng vậy ngon quá trời ngon, không cũng có thể có thai mọi người, chẳng biết. Luận luận cho Phong hỏi coi tướng của cái bạn này thì khoảng như vậy là có thai không. Luận, nếu mà có thai 5 6 tháng thì cái tướng được vậy không? Luận cho Phong hỏi cái coi tướng như vậy có thai nổi không. Toàn luận nhìn cái chị áo xanh nha, đây nè cái chị này nè, nhìn cái tướng này có phải có thai không, 5 6 tháng hả? Coi kỹ giùm Phong ơi, tại nhà luận không, ý là khỏi có thai không chứ cũng đâu nói qua ai. Nhưng mà mình thấy sao mà 5 6 tháng mà bụng nhỏ xíu rồi ta, chẳng biết nữa. Tướng gì có thai không? Ó thấy mỗi lần ấy cái vô nó có cứng cái bụng kìa Phong, nhưng mà sao mà 5 6 tháng mà nhìn tướng gọn quá vậy. Thường thường Loan mà có thai thì khoảng bao nhiêu tháng thì bụng bự luôn? Thấy bụng lấp lấp nè, cũng có thể có thai nha. Đó, cũng có thể nha. Kéo áo lên cái rồi bằng đồ. Kéo áo nhìn cái rồi. Cũng có thể. Cái là có thể nha mọi người. Rồi, nếu có thể thì mình cũng phải sửa lại cái tiêu đề. Chứ mà mình nhìn nhận người ta như vậy cũng chưa đúng mọi người. Có thể. Hợp lý nha, có thể thôi chứ cũng chưa biết, chưa chắc. Sửa lại cả nhà mọi người, đợi mình xíu là mình với mọi người cùng nhau nhận định về bóng đá nha. Đây coi sửa ở đâu ta. Tướng hả, chưa gài nút quần hả, có không thấy không mọi người thấy không, nó có hơn là cái chuyện như vậy thôi, nó đã có những cái luồng dư luận trái chiều rồi đó, thấy không. Mình thì mình cũng không biết là có hay không, nhưng mà nếu mà mình chưa biết mà mình nói người ta có thai thì mình quá tệ. Cái đó là mình nói thiệt mọi người á, quá tệ. Đâu rồi, tự nhiên cái ấy của mình thôi. Thôi dự đoán về World Cup vậy mọi người, để mình sửa lại cái rồi mình dự đoán gì, mình cho rằng không có thai đâu, nhưng mà có thể nhìn cái clip đó thì cũng có thể. Sửa sau đây. Không sửa được rồi, không sửa được rồi, tội lỡ ghi rồi, để khi nào mà ấy thì đính chính lại. Rồi thôi mình với mọi người cùng nhau đi một cái chủ đề khá là vui ngày hôm nay, đó là World Cup nha. Ủa chị Mỹ Diệu, thường thường mà có thai thì tháng thứ mấy thì bụng bự? Chị Mỹ Diệu, thường thường có thai tháng thứ mấy thì bụng bự chị Mỹ Diệu? Hôm nay mình với mọi người cùng nhau đi 3 trận World Cup nha. Hôm qua là mình dự đoán đúng một trận rồi đúng không mọi người? Ecuador, Ecuador.
nay mình với mọi người cùng nhau tiến hành mình phân tích và mình sẽ có một số cái bình luận chia sẻ về ba trận đấu ngày hôm nay, giống như cái luật sư Đinh Văn Lo á. À, 5 tháng là bụng bự hả chị? À, 5 tháng bụng bự. Đúng rồi, cũng có người nói em là 5 tháng bụng, tháng thứ 5 là bụng bự đúng không? Hay là qua cái tháng thứ 5 có gì là tháng thứ 6 bụng bự. Trời ơi, hôm qua người ta dự đoán trong kênh mà luật sư Luận không chịu nghe. Giờ luật sư Luận nói vậy, hôm nay là mấy trận ta? Để Phong xem nha. Mọi người đừng có hấp tấp, để Phong xem nay có mấy trận. Này World Cup nè, mày chơi lớn luôn nha mọi người. 8 giờ là trận England Iron, đúng không? Anh với là Iran trước nha. Mình cho mọi người cùng nhau nghiên cứu xem phân tích cái hồ sơ này. Rồi, cái hồ sơ này thì lịch sử đối đầu thì không có. À, thằng Anh với thằng Iran là chưa hề đối đầu với nhau nha mọi người. Lịch sử đối đầu thì chưa có. Rồi, nhưng mà nhìn cái lịch sử giao hữu á thì có thể thấy là sao. Rồi, mình cùng nhau mình tiến hành mình nghiên cứu cái kèo kiết này sao nha mọi người. Tỷ lệ cược là chấp một trái, một trái rưỡi. Ồ, nếu mà anh mà chấp một trái, một trái rưỡi á, và có thể thấy đó là sao. Là người ta đè thằng Anh rất là nhiều. Đến một lúc thì nó lên là một trái rưỡi. Tỷ lệ cược là một trái rưỡi mà người ta đổ thằng Anh nhiều quá, nó nhảy lên một trái rưỡi tiếp. Nhưng mà sau khi nó nhảy lên một trái rưỡi tiếp thì nhà cái lại tiếp tục điều chỉnh để cho nó thành một trái rưỡi. Mọi người hiểu gì về vấn đề này không? Chào luật sư Thiên Long nha. À, mình phân tích cho mọi người. Mọi người tự thấy cái logic của nó rồi. Mọi người sẽ có cái lựa chọn. Tỷ lệ cược là người ta chỉ đưa ra một trái rưỡi thôi, và khi người ta đổ thằng Anh nhiều quá thì nó nhảy lên một trái rưỡi. Nhưng mà sau khi nó nhảy lên một trái rưỡi, thằng nhà cái nó vẫn tiếp tục nó điều chỉnh về một trái rưỡi, thì có khả năng cao, có nghĩa là tối nay thằng Anh nó có thắng nha, thì nó cũng thắng cách biệt một trái banh thôi, có khả năng cao là vậy. Rồi mình cùng nhau mình nghiên cứu tới cái hồ sơ tài xỉu. hồ sơ kèo là mình thấy là coi như là nếu mà bạn nào thích cảm giác mạnh đó, thích những cuộc phiêu lưu của SinBet đó thì có thể nằm dưới được cho mọi người. Nằm dưới thì gọng thôi. Về cơ bản mà nằm dưới là phải gọng thôi, chứ nằm dưới là không thể nào mà mình nằm dưới mà mình ăn nói bậm chợt được. Mình nằm dưới là coi như ai la cái gì la, mình còn thoát tim lại. Mình nói ghê quá, công ghê quá. Đây, để mình xem cái điều chỉnh tỷ lệ nha. Cùng nhau nghiên cứu cái hồ sơ này nha mọi người. Quá rõ ghê. Một trái, một trái gửi mà đè nhiều quá nó lên trái gửi. Lên một trái gửi người ta vẫn chỉnh lại cho thành một trái gửi. Thì có thể thấy đó là sao? Đó là khả năng chỉ thắng cách biệt một trái banh thôi. Ôi, nhà cái nó hay mọi người ơi, nó tập trung những cái đầu óc ở trong đó, nó đưa ra tỷ lệ cược là ít khi nào mà nhầm lẫn được lắm. Vẫn là một trái rưỡi, vẫn nằm tiếp thằng Anh nha mọi người. Mà tài xỉu kêu có hai trái rưỡi à, đúng không? Tài xỉu kêu hai trái rưỡi mà cho xỉu ăn đủ, ý, cho tài ăn đủ luôn. Thì có thể thấy trận banh này có thể là 1-0 hoặc 2-0, hoặc có thể là tỷ số 2-1 luôn, có khả năng 2-1 luôn. Đó, một số nhận định của mình vô, mọi người thấy vô ba game mà đúng không? Vô ba game. Tài xỉu hai trái rưỡi. Đó nha, đây là trận trận mở màn nha. Anh và Iran mình sẽ liên tục cập nhật cho đến gần 8 giờ, mình sẽ làm một cái livestream nhỏ nữa để mình xem coi nó có thay đổi. Nếu nha, nếu cái trận banh này nè gần về cuối giờ mà nó lên một trái rưỡi, nó lên một trái rưỡi thì có thể thấy là sao mọi người biết không? Đó là khả năng 50-50. Tới bây giờ là xác suất á là mình vẫn cho rằng nằm thằng Iran, tuy là nó hơi lo lắng nhưng mà khả năng là nằm Iran ăn được nửa tiền, khả năng là ăn được nửa tiền. Rồi, hồ sơ của thằng Anh là mình tạm thời đó nha. Tới 11 giờ mình sẽ đón một trận banh đó là Senegal với Hà Lan. Trận này trận cầu đinh nè mọi người. Trận này là coi được. Rồi, xem nữa ơi. Rồi, lịch sử đối đầu có không? Lịch sử đối đầu cũng chưa từng có luôn cho mọi người. Ồ, mấy cái World Cup này kỳ ha. Mấy thằng này hình như là lịch sử đối đầu chưa từng có. Thì hôm qua Ecuador nó đã làm cho một nho rồi, một chiến thắng rồi. Thì bây giờ hôm nay mình với mọi người cùng nhau nghiên cứu cái hồ sơ của thằng Senegal với thằng Hà Lan nha mọi người. Không đâu có làm đâu, này là chỉ là ấy à. Ồ, trận này căng à mọi người. Senegal với Hà Lan. Wow, trận này là khó nè mọi người. Nãy à, bà kia phân chia bậc 2 thôi, bà này phân chia bậc 3 nha mọi người. Rồi, trận của anh này là thấy là căng rồi đó. Mình hướng dẫn xong chút nữa mình chỉ cho một số tiệm cầm đồ uy tín nha mọi người, nó không có lùa xe.
Tỷ lệ cược á là ngày từ tháng tháng tư á, hai tháng tư á, là tỷ lệ mở cược là chấp nửa một nha, chấp nửa một, nhưng mà người ta cũng vậy thôi, người ta vẫn là thích nằm nằm trên đúng không, đè thằng Hà Lan một số thời điểm đầu là nửa một mà dưới ăn ít luôn nha mọi người, và người ta bắt đầu người ta nhảy vô Hà Lan nhiều lắm nào, nên tỷ lệ cược nó mới lên thành một trái banh, nó lên một trái banh luôn nha mọi người, lên một trái banh rồi người ta vẫn tiếp tục người ta điều chỉnh để cho nó về nửa một để cho nằm tiếp Hà Lan rồi vẫn vậy thôi. Cá nhân mình cho rằng là trận banh này vẫn có thể nằm dưới được, có tỷ số hòa nha mọi người, có tỷ số hòa tài xỉu kêu 2.2.5, có tỷ số hòa nha mọi người nha, nha mọi người phải tin phong nha. Tin phong đi, có tỷ số hòa được trận đó thì trận này là được nha mọi người. Đó là hồ sơ của cái thằng Hà Lan đúng không, xem cái tài xỉu của nó một cái coi, tài xỉu của nó là 2.2.5, nếu mà 2.2.5 mà trận banh này mà nằm tài nữa được không ta, trận banh này quan trọng là có banh sớm hay không nha mọi người, nếu có banh sớm là khả năng có tài, còn nếu mà có banh trễ qua hiệp 2 mới có banh đó thì chỉ cao lắm là một đều hoặc là một không thôi. Rồi hồ sơ của Phong là Phong thấy là vẫn có khả năng nằm nằm dưới được nha mọi người, hai trận banh mình nằm dưới được đó mọi người. Rồi trận đầu mình nằm cái quay alpha thôi, nếu mà thua qua cái lần sau mình cuốn chiếc clip. Một chiếc là được một chiếc cho mọi người, một chiếc là được một chiếc. Coi trận banh này sao đây, à Mỹ với Suwell nha mọi người, lịch sử đối đầu là Mỹ Suwell đã từng đá giao hữu nhau là tỷ số hòa không đều, tỷ số hòa không đều. Mọi người không cần phân tích về đội hình, tại sao để Phong phân tích cho mọi người hiểu nào, một số cái người bây giờ lên phân tích đội hình rồi phân tích chiến thuật này không cần, tại vì trong cái tỷ lệ cược đó nó đã bao gồm cái thằng nhà cái nó đã phân tích giùm cho mình rồi, với cái tỷ lệ cược đó mình có thể hiểu được trận banh nó sẽ diễn ra như thế nào, nó không cần, không cần. Đừng nó nằm dưới tài, với kinh nghiệm mà thua của Phong quá nhiều đó, Phong nói mọi người nghe không không nên nằm cái kiểu như là nằm dưới tài hoặc là nằm trên xỉu, chứ không nên, mình nằm dứt khoát một là nằm kèo hai là nằm tài xỉu, đừng nằm kiểu đó, nó sẽ dễ dẫn tới một cái suy nghĩ đó là sao, là gỡ, nếu mình lỡ thua một cái kèo trước rồi đó có tâm lý là mình sẽ gỡ thêm cái kèo nữa là mình đánh là mình bánh xác liền, nằm một trận thôi, ví dụ nằm trên thì nằm trên, nằm dưới thì nằm dưới, nằm xỉu thì nằm xỉu, nằm tài thì nằm tài, đừng nằm hai ba kèo một lúc. Thường thường mấy cái trận banh mà nằm hai ba kèo thường một lúc đó, nó dễ thua. Rồi bây giờ mình cùng trong nghiên cứu cái kèo nha, mấy phút nữa mình đi chợ nha mọi người, 2 giờ mình phải ra chốt rồi. Tỷ lệ là chấp đồng nữa mọi người, đồng banh luôn đó nha, có tỷ lệ đầu là đồng banh luôn, Mỹ mà đồng banh với Suwell hả, đồng banh với Suwell. À, trận banh này nếu mà chơi đồng banh nha mọi người, Mỹ đồng banh với Suwell luôn, đồng banh, nhưng mà tỷ lệ ban đầu là có thể khả năng cao là chấp đồng nữa, chấp đồng nữa là người ta đổ xuống queo liền đúng không, vừa lên đồng nữa nè, đổ xuống queo, đổ xuống queo, đổ xuống queo rất nhiều, vừa đổ xuống queo là người ta bắt đầu giảm xuống, người ta cho đồng nữa luôn. Rồi trận banh này mình thấy là nằm thằng Mỹ được nha mọi người, theo như luật sư chuột chuỗi đó là ba sự lựa chọn cho mọi người đó, nằm Mỹ được mọi người. Trận banh này là Mỹ có khả năng cao là thắng 1-0. Trời đồng nửa lửa luôn nè, đồng nửa lửa luôn, đè xuống queo quá trời luôn. Đồng banh nó đã nằm rồi à, bây giờ người ta dám mở tỷ lệ cược là chấp đồng nửa luôn. Đó mọi người thử đặt một cái câu hỏi thôi, tại sao không để đồng banh, tại sao không để đồng banh, đã để đồng banh là người ta đã đổ cái thằng xuống queo rồi, đâu nhất thiết mà phải để cho thằng Mỹ chấp đồng nửa luôn. Tất nhiên là chấp đồng nửa là người ta gọi là kèo thơm á, ta nhảy vô ta đổ xuống queo rất là nhiều, thì theo như nhận định của luật sư chuột chuỗi thì khả năng thằng Mỹ là thắng, xác suất thằng Mỹ thắng có thể là 70 tới 80% đó mọi người thấy không, sau khi mà phân tích ba cái trận banh đó thì đúng rồi, bởi vì mình bàn cho mấy bạn chơi chứ mình không chơi. Mình sợ rồi, mình sợ rồi. Mình bàn cho mấy bạn chơi thôi, thì theo như cái tỷ lệ cược mình đưa ra tối nay mình thấy là có thể là hai trận đầu mình nằm dưới và trận cuối cùng là mình nằm Mỹ đó, mình nằm Mỹ đó, tôi mình cho rằng cái trận nằm Mỹ là nên nằm nè, hai cái trận kia thì mọi người nằm dưới, mọi người có thể là bị nhót đó, nhót là nhét đó. Không sao mọi người, nếu mà lỡ thua thì Phong giới thiệu cho mấy chỗ đi thuê xe ô tô, thuê mình kiếm cái chỗ mình cầm, có chỗ cầm luôn. Xuống anh hùng cầm, xuống anh hùng cầm, xuống Bạc Liêu cầm. Trận đó tài xỉu như thế nào không không, rồi có luôn nha. Ơi hai trái lừa mọi người, hai trái lừa người ta đè tài gì, trận banh này ăn một không. Mọi người xem coi Phong nói coi ngày mai đúng không, trận banh này Mỹ ăn không.
Rồi, nếu mà anh em mà cảm giác như mà thua quá mà muốn gỡ thì có thể đi thuê chiếc xe ô tô, mình có quen chỗ thuê luôn. Thuê xong rồi nếu mà không biết chỗ cầm nữa thì mình giới thiệu cho anh Hùng, hoặc gọi điện cho Jimmy Hiếu. Uy tín luôn nhá, nhưng mà nhớ đóng tiền lời cho ta chứ đừng. Em coi số điện thoại của Jimmy Hiếu không? Trời ơi, Jimmy Hiếu ngon luôn á. Kẹo Jimmy Hiếu mà cắn cò hay là ngon luôn á. Để xem số điện thoại của Jimmy Hiếu nha mọi người, liên hệ Jimmy Hiếu để cầm xe nha mọi người. Jimmy Hiếu quen luôn. Để coi rồi, Jimmy Huỳnh nè. Có số Zalo nha, có số Zalo luôn nha. Rồi, có hết. Trời ơi, Jimmy Huỳnh mà thầy giáo nhân văn quá trời nhân văn luôn. Để coi coi số Zalo của Jimmy Huỳnh đâu. Jimmy Huỳnh chụp số Zalo đâu rồi Jimmy Huỳnh? Ủa, cái số Zalo của Jimmy Huỳnh đâu ta? Ủa, Tuấn 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 vô lại cái Facebook của cái thằng Jimmy Huỳnh Tuấn xem coi nó có để lại số điện thoại Zalo không, mà sao mà mình tìm không thấy. Không thấy cái số Zalo của nó ta. Kỳ á. Để số điện thoại đâu ta? Từ từ mình vô đây nè, thường thường nó hay ghim trên cái kênh của nó hiện nội dung mà, để coi nó ghim cái số điện thoại Zalo của cái Huỳnh gia nhà nó. Sao không thấy? À 07 rồi, ok, ô sao kê luôn sư Tuấn nha. Ô sao kê luôn sư Tuấn nha. Oh my god. Ghim tin nhắn đây là số của bạn Jimmy Huỳnh nha mọi người. Thôi mà có muốn cầm xe về liên hệ bạn nha. Alo, chị Mỹ Huỳnh ơi, giúp mình cái, giúp mình cái. Mình có chiếc ô tô Kia Morning này nè, giờ mình định đẩy 350 triệu gì đó. Rồi bạn Chị Mỹ Huỳnh sẽ hướng dẫn cho mấy bạn gặp anh Hùng nha. Rồi một bên thì mượn xe thôi, đừng nói là đi cầm chứ, mượn xe ở trong mượn tiền thôi nha mọi người. Ok. Ô sờ kê nha mọi người nha. Ô sờ kê luôn nha. Rồi số phone là 0919 nè, 2001222 gì là bữa mình nhắn tin cái số này là số Zalo của nó rồi. Hàng gì nó không trả lời. Để chúng mình nhắn lại cái số này nữa rồi. Trời ơi, còn tìm cầm đồ uy tín đó thì mình nói mọi người nghe, mà mọi người cứ tới ngay khu vực quận 10 là ok. Cái chỗ đó cầm xe thì từ xưa giờ mình cầm nhiều mình biết nó không có luộc đồ nha. Một lon cho anh em từ chén cơm nữa, chén canh luôn. Sao mà tới không gì vậy? Sao mà tới không là chết không luôn. À, anh em nhớ, ô sờ kê anh em luôn nhớ. Có nghĩa là nếu mà trận đầu mà anh em thua chiếc quay hành pha, anh em có thể dùng sức, anh em quất chiếc clip nha. Nếu mà lỡ mà thua á, thua thì kiếm chỗ thuê xe ô tô không có quen luôn nha. Cần căn cước công dân thôi. Rồi thuê xe xong á thì mình sẽ bình bình cái đường là mình liên hệ với lại bạn Jimmy Huỳnh nha, Jimmy Hiếu. Mình nhờ bạn giới thiệu tư vấn cho anh Hùng gì đó, anh Hùng với anh Lộc gì bán sơn gì đó. Cầm dùm chiếc xe. Nhưng mà mình không có ghi trong giấy cầm đờ là cầm xe nha mọi người, mình gọi là cho mượn xe và cho mượn tiền nha. Tất nhiên là nếu mà anh Jimmy Huỳnh đó, ảnh bữa đó mà ảnh giới thiệu á, tất nhiên là anh Hùng á thân với anh Jimmy Huỳnh, còn mấy bạn thì biết anh Jimmy Huỳnh, nhưng mà mấy bạn thì không biết anh Hùng. Thì sau khi mà anh Jimmy Huỳnh nói anh Hùng cho mấy bạn mượn tiền á, anh Jimmy Huỳnh mới đi giao mắc ca, giao cà phê gì đó, thì mấy bạn ngồi lại mấy bạn uống cà phê, mấy bạn hỏi anh Hùng mới có uống cà phê không. Nếu mà uống cà phê thì mấy bạn hỏi thấy chiếc xe đẹp không, nếu chiếc xe đẹp thì đưa chìa khóa cho ảnh để anh đi. Có. Ok nha, ok rồi nha. Đó, một số là coi như hôm nay mình nói mọi người là mình coi như mình binh hết cho mấy bạn rồi đó. Hồ sơ khó khăn gì mình cũng phân tích được. Vấn đề còn lại là mấy bạn có dám làm liều không? Có gan làm liều không? Nha. Trận đầu gồng mình chắc chắn là có banh đó. Mình nghĩ là thằng anh có thể là có banh sớm luôn á, nhưng mà sau khi nó có banh đó, nếu mà để chắc ăn đó, nếu chẳng mày để chắc ăn đó thì mình đánh ít thôi. Thí dụ từ đầu mình đánh thì năm xị chai thôi, nhưng mà khi thằng anh nó có một banh rồi đó thì mình đánh được. Có nghĩa là khi mà thằng anh ăn một trái banh sớm, mình nghĩ là có thể là nó sẽ ăn sớm á, thì mấy bạn nằm dưới một cái nữa, mấy bạn nằm dưới một cái nữa là có khả năng cao là mấy bạn ăn hai mâm đó. Mình trời ơi tư vấn tới đó rồi muốn gì nữa. Ai mà tốt được không, nó chỉ đường đi nước bước hết luôn rồi. Còn riêng cái thằng Senegal này nằm từ đầu luôn nha, nằm từ đầu luôn nha mọi người. Mình vẫn tin một khả năng hòa của Senegal.
thể lực là vấn đề mình tin tưởng ở Senegal. Còn riêng thằng Mỹ với thằng Suwel thì cứ mạnh dạn mà nằm trên rồi ngồi nhịp đùi thôi, rung đùi thôi, còn giấy cầm đồ thì không cần phải lo lắm. Từ từ mình sẽ xử lý từng tờ nha, không có gì hết nha mọi người nha. Ô ok luôn nha. Rồi tối nay là có kèo luôn nha. Ok. Luận ăn Sam không? Luận ăn Sam không? Luận có ba con Sam nào người ta mới giao, ăn không mình ship qua cho Luận con Sam mở hành đó. Tối nay Luận mang con Sam về mở 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 hành rồi làm trứng với gì đó, mua một hai lon bia còn có đá banh. Phong còn hai con thì Phong làm con Phong quất mấy lon bia mở hành thôi. Luộc thôi, luộc 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 xong rồi cái ngay cái phần đầu nó luộc cắt ra, luộc cắt dở là ở trong thì nó có trứng, rồi làm một cái tô mỡ hành ớt gì đó, xong rồi cứ ăn bắt đầu múc cái này thấy không, múc cái này xong múc cái này thấy không, cái mình quất một cái mình uống miếng bia ăn. Ông không ship qua cho Phong có ba con nè. Rồi ok rồi nha mọi người nha, ba chứng minh đó là Phong tư vấn cho mọi người là về đường đi nước bước là kỹ luôn. Khả năng á, trong nếu mà là chọn trong ba trận để mà chơi, Phong sẽ chơi cái thằng Mỹ với thằng Sức Queo đó, mình nằm chơi thằng Mỹ cái là mình lụm lúa thôi, không có gì nói năng nhiều, nhưng mà nằm thằng Mỹ thì có thể là nó sẽ ăn hơi trễ, có nghĩa là qua hiệp hai không mọi người ngồi rung rồi sợ nó không có banh, nhưng không, nó sẽ có banh, không có banh nó cũng thổi cho penalty để có banh luôn. Có baby nào hả? Có baby nào hả? Baby thì không có rồi, baby không có nha mọi người, có Sam thôi. Kêu Loan xuống ngồi coi chung. Hôm qua mình đặt hủ tiếu mọi người, gọi bà chị mình đặt ba phần hủ tiếu để mình ăn sáng chiều chiều luôn á. Mình mới vừa gọi điện mình nói với bả là coi như là chị lấy cái gì cũng được nhưng chị đừng lấy bánh canh. Cái đúng 2-3 phút sau cái mình thấy bả gọi điện lại cho mình, mà bả gọi đủ số. Mình nói ủa sao ai gọi mình ta, mình bắt điện thoại mình nghe, ủa em nghe chị ơi, nói ủa Phong nãy Phong nói Phong ăn gì chị quên rồi. Nói, trời ơi em mới vừa nói chị là em ăn cái gì cũng được nha, em không ăn bánh canh. Trời ơi, chị chích vaccine mấy mũi rồi mà sao chị mau quên quá vậy. Cái bà nói trời ơi chị chích vaccine thì 3 mũi rồi nhưng mà chồng chị chích gì nhiều quá chị quên luôn. Nhiều chích vaccine mà chồng chích nữa, chồng chích kinh khủng quá quên luôn. Bởi vậy mình nói mọi người á, nhiều khi mấy 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 người họ nói là chích vaccine nhiều quá hay quên á, mình nghĩ chắc là nhiều khi người ta có ngủ ý á, đúng không mọi người, nhiều khi chồng chích nhiều quên luôn, tác dụng phụ mà. Rồi thôi chắc mình tranh thủ mình đi mọi người, đi xe trực nữa, like cho mọi người vui thôi. À Bùi Bùi Quang Thức là Thánh Khờ miền Tây là bị khởi tố nha, luật sư Tuấn nha. Tối 20 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Thức, ngụ thị xã Bình Minh về tội vu khống nè. Đó mấy bạn, vu khống cho nhiều vô, vu khống cho nhiều vô, cầu mong sao cho con măng đô đi nó có bầu có thai nha. Đó mà không có bầu có thai vu khống nó khởi tố là chết đó. Đi vu khống nè, đây là cái thằng Thánh Khờ miền Tây nè đó, bây giờ chắc nó hết làm hết hết làm YouTuber rồi đó. Cái mình nói với bạn là mình khuyên các bạn là câu chuyện này nè, đừng có đi vu khống người ta, cái đó mình nói thiệt, cái nào mình biết thì mình nói đúng không, còn không biết đừng lên trên mạng vu khống, dựng chuyện vu khống. Theo như mình nó cái hình cái cô gái băng đô này mình khả năng cao là mình nghĩ là không có thai đâu, nhưng mà mình cũng thấy lúm lúm cái bụng lên. Rồi chị Mỹ Diệu chỉ nhìn vô thì chị nói là không có thai, nhìn lại một cái nữa coi xem có thai không nha mọi người, chứ mình nhìn không có thai, thai mà ai mà đi mặc quần xin gì, nó chưa cài một cái không tướng ngon gì mà có thai gì chơi. Oh my god, có bụng lấp lấp lên đúng không, cái bụng lấp lấp lên gì tướng quá đẹp, có thai mà quá đẹp đúng không mọi người. Mình có để lại cái link trên tab cộng đồng mọi người mà vô xem thử coi có thai không, thai gì mà tướng ngon quá vậy, cũng có thể muốn biết nữa mọi người. Nhưng mà nếu mà không có thai á mà mấy bạn đi vu khống cho người ta thì quá tệ đúng không bạn luật sư Tuấn.
Có không? Phải chứ, cô gái mặc đồ dở áo lên. Chị đó có hả? Không. Theo như luật sư luận nói là có khả năng là chị đó có thai hả? Không, nhìn không thấy cái bụng vậy sao có thai được ta? Phải gì chị dở cái áo lên, dở cái áo lên cho mình nhọn bụng cái đỡ. Ngày trước đó, ngày trước mình kể cho mọi người nghe câu chuyện đó, mình đi nhậu về cái mình gặp bà chị đó, mình gặp bà chị, bà mình thấy cái bụng bà bự lắm, trời ơi, cái bụng bà nhìn vô là mình thấy có thai rồi, bụng bự lắm. Mình vô mình nói, ủa chị có thai hả? Bà nói không 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 không, đừng nói bậy, do chị uống bia nhiều thôi, chị nhậu chị uống bia nhiều bụng bự. Bà nói mình vậy đó, xong rồi đính hả khoảng 3 4 tháng nữa mình gặp lại bà, trời ơi, bụng bà thay này. Bà nói ủa chị ăn nhậu chị uống bia gì mà cái bụng gì bự vậy? Không, không phải, chị có thai. À, nhìn cái cổ là biết hả? À, là có thai hả? Lần nhìn cái cổ sao, lần chỉ mình nhìn coi, nhìn cái cổ đúng không, nhìn cái cổ thôi, vậy là có khả năng có thai hả mọi người? Hello luật sư luật nhá. Đâu để mình xem lại cái cổ sao, luật sư luận cái cổ mình coi sao, luật sư luận, luật sư luận là kinh nghiệm nè. Đâu cái cổ sao, luật sư luận cổ thấy gì đâu, à cái cổ cứng ấy hả? À, khả năng là nhìn cái cổ biết nha mọi người, mình nhìn bụng thì mình không rõ nè, mình nhìn cái cổ thôi. Nhưng mà nếu mà có thai 5 6 tháng mà cái bụng như vậy quá đẹp ha mọi người ha, bụng tướng ngon quá, tướng này thì à, những cái cổ biết không mọi người, hay quá. Rồi theo như chị bị dịu kinh nghiệm của 3 đứa con rồi thì là không có nha mọi người, còn theo như kinh nghiệm của bạn Luân cũng 2 đứa con rồi là có nha mọi người, còn theo kinh nghiệm của Phong á thì Phong thấy là 50 50, chưa biết được, thôi đợi thêm 1 tháng nữa, 1 tháng 2 tháng nữa coi cái bụng nó có bự ra không, biết chứ gì đâu. Nếu mà nói người ta có bầu mà đúng thì không nói, còn nếu mình vu khống cho người ta thì mai mốt cũng sẽ có người vu khống lại mình thôi, người ta cũng chửi mình là thứ trốn chúa lộn chồng này nọ. À, cổ có chữ cứng hả, 5 6 tháng nó lấp lấp à hả, 7 8 tháng bụng lên mới nhanh hả? À ok nha, ô sơ kê luật sư luận nhá, đúng không, phải không? Mình lên trên mạng mà người ta vu khống mình trốn chúa lộn chồng rồi đẻ thuê đẻ mướn rồi hả, ngoại tình ngủ với thằng này ngủ với thằng kia nghe mình nhục chết bà, đúng không? Rồi cái thằng hùng râu đó nó cũng đi nó chửi cái con cô gái băng đô, rồi bây giờ cái nó chối hết. Đó, cái con cô gái băng đô này chửi nè, nói hả thằng hùng râu sao mày nhục, bây giờ mày dám làm mà mày không dám nhận, bởi vậy chửi nó làm chi, vu khống nó làm chi, giờ để nó lên trên mạng nó nói nhục chết mẹ. À, cô gái băng đô rồi, em tới giờ em đi làm rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha, chiều chiều luôn có ăn sáng không, không ship qua luôn cho nè, sẵn không chạy qua ngang ngang, ngang Phạm Nhân Hai đây không đưa cho. Mà mình chưa thanh toán được tiền điện thoại đó mọi người, cái app mình xài sao kỳ vậy ta, thường thường mấy lần năm trước đó, ý mấy lần trước đó là ba mình thanh toán giùm cho mình, còn đợt này mình thanh toán tự nhiên cái app nó vô không thanh toán được cước điện thoại, để chạy ra cái Viettel đó coi. Thôi nghỉ nha mọi người, mình đi chợ rồi, tới giờ mình đi chợ rồi. Ai hả? Ok. Ừ, bạn thanh toán cho mình đi, mình chuyển tiền lại cho bạn nha. 0834 668286, rồi có gì đưa lại cho tôi số tài khoản nha bạn Luận nha, tôi chuyển lại cho. Mắc công tôi chạy ra Viettel đóng nó tốn phí hết 11.000 của tôi đó, 11.000 để tôi mua lon bia tôi uống, đúng không bạn Luận? Ô sợ kê Luận nhá, thanh toán rồi nhớ nhắn lại số tài khoản cho Phong cho Luận nha, để Phong chuyển cho Luận nha, còn không nếu mà ở nhà thì chiều Phong ghé Phong đưa, hình như là 320 mấy ngàn á. Rồi Phong xin phép mình kết thúc, Phong đi chợ nha mọi người, hẹn gặp mọi người, hẹn gặp luật sư nghe nha. Ô sợ kê luật sư nghe, có cái hình cái cô gái băng đô trong cái tháp cộng đồng của em á, luật sư nghe vô xem coi cái nhận định của luật sư nghe là cái bạn này có khả năng là có thai không.
để coi những người có kinh nghiệm của con thì đó xem coi nhận định coi có thai không. Chứ cái hình hồi trước luật sư nghe nhìn thấy cái bụng thấy rõ mà không. Ok, luật sư Luận Nha Phong đi trực nha mọi người, cảm ơn mọi người nhiều nè.